Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở Chiang Mai Zoo nha. Sở thú Chiang Mai. Bây giờ mình đang ở trong Winterland mọi người. Không biết mọi người có nghe rõ mình nói gì không? Sao mà cảm giác hồi hộp quá à? Chắc chồng lắm luôn á. Sợ quá. Nói gì trời, không hiểu gì luôn. Nói gì ta? Ok, đi thôi. Đi theo mọi người là không sao hết. Sorry, can you speak English to explain for me? Okay, thank you. À, có cái bạn, hướng dẫn bằng tiếng Anh đó mọi người. Nhưng mà cái nhân viên đó chả nói gì với mình hết trơn. Trời ơi, lạnh quá vậy nha. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời sao mình đáng sợ vậy? Sợ quá mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy nói? Đây, nếu như mà không có cơ hội đi các đất nước mà có tuyết đó, mọi người có thể tới đây để có thể trải nghiệm một lần nha. Mà trời ơi, chết mất. Nó lạnh. Bắt đầu lần thứ hai. Lần này trời ơi. Ê mày quá. Lần này là nó không có lộn ngược đầu lại, lúc này mình lộn ngược đầu của mọi người. Rồi lần này nó được. Đã sao? Mọi người ơi, bây giờ mình đang đụng vào đây là tuyết giả ở trong kia Snowbird Waterland á, ở công viên Chiang Mai nha. Mình với một người mà chưa bao giờ đụng vào tuyết như mình á, thì đây là một trải nghiệm rất là vui luôn. Mình không biết tuyết 100% có giống thế này không nữa. Lạnh lắm. Lạnh tê tái luôn đó. Trời ơi, đố vậy mà ai làm được người tuyết trời. Nó cứng như đá vậy mà làm người tuyết gì vậy? Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở nhà hàng Phan An Lan Dai Thai Cuisine. Mình cũng không biết đọc cái tên nhà hàng này có đúng hay không nữa, thì mình sẽ để tên của nhà hàng trên màn hình cho mọi người cùng xem nha.
Thì hôm qua sau khi mình tham quan Old Town về thì mình thấy ở trên con đường này có người đợi rất là đông luôn. Mình cũng muốn vào thử, tuy nhiên thì họ yêu cầu là nếu mà mình không có đặt chỗ trước á, thì sẽ không có được vào trong đây ăn. Vì vậy sau khi về khách sạn thì mình có tìm trên Google á mọi người, thì mới biết rằng lý do tại sao nhà hàng này lại đông đến vậy và chỉ nhận đặt chỗ trước thôi. Vì nhà hàng này là được đề cử trong cẩm nang Michelin đó mọi người. You dry. Do you know I'm